Xin hân hoan chào đón quý vị quan khách chủ đầu tư công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato đã đến để tham dự buổi lễ khởi công động thổ công trình nhà thờ họ Nguyễn của gia đình ông Nguyễn Trọng Sáng tại đội 7 thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Thay mặt ban tổ chức chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị quan khách, từ xa xưa ông cha ta đã có câu uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây và biết bao những đạo lý, những truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt. Tôi tin chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm giữ gìn, phát huy những truyền thống quý giá tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình. Hiểu được ý nghĩa sâu sắc và nhân văn đó, chúng tôi long trọng tổ chức lễ khởi công nhằm đánh dấu một khởi đầu quan trọng của dự án xây dựng công trình nhà thờ họ Nguyễn của gia đình ông. Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ trang trọng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị khách quý đến tham dự và chúc mừng cho buổi lễ sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu hiện diện về phía chủ đầu tư. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Sáng, chủ đầu tư của công trình ạ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Doanh, đại diện chủ đầu tư ạ. Xin được trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Hà, đại diện chủ đầu tư ạ. Và xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thủy Nguyên, đại diện chủ đầu tư ạ. Và về phía nhà thầu thiết kế thi công trọn gói công trình từ đường cho gia đình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Trường, cố vấn cấp cao chuyên tư vấn thiết kế các công trình từ đường nhà thờ, một chuyên gia về phong thủy ạ. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Đương, sẽ là chỉ huy trưởng của công trình này ạ. Và đến tham dự buổi lễ động thổ khởi công ngày hôm nay còn có sự góp mặt của các vị khách quý, các vị quan khách chủ đầu tư công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Xin một tràng vỗ tay thật lớn cho sự hiện diện của chúng ta. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Sáng, chủ đầu tư của công trình, lên có đôi lời chia sẻ, phát biểu trong buổi lễ khởi công động thổ ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa ông Trường, giám đốc công ty, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể anh em đội thợ thi công, tôi cũng rất vinh dự đại diện cho họ Nguyễn để có đôi lời, cũng được tin và được giới thiệu biết công ty cổ phần Kisato cũng có xây dựng rất nhiều các nhà thờ và cũng có rất là uy tín. Cũng được sự giới thiệu thì tôi cũng không biết nói gì hơn, trước hết là xin gửi tới lời chúc sức khỏe công ty và toàn thể đội thợ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gia đình luôn được hạnh phúc, cũng như là giữ gìn cái sức khỏe và đặc biệt là trau dồi cái kỹ năng kỹ thuật để tay nghề được nâng cao và kỹ thuật cao hơn nữa, càng ngày càng phát triển, công ty luôn được bền vững và đoàn kết. Cuối cùng cũng không biết nói gì nhiều, và chúc công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, cũng được nhiều quan khách cũng như là các quý vị của trên toàn quốc luôn được yêu mến công ty. Cuối cùng xin chúc công ty cũng như toàn thể anh em đội thợ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong bước đường công tác của mình. Hết. Vâng, xin cảm ơn ông Sáng rất nhiều vì những chia sẻ của ông trong buổi lễ khởi công ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị quan khách, sau rất nhiều thời gian tìm hiểu, lựa chọn đơn vị thiết kế thi công trọn gói, chuyên nghiệp, có năng lực làm trên khắp 63 tỉnh thành, với phương châm làm đẹp từ tâm, cùng đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm sáng tạo, cùng đội ngũ thi công chuyên nghiệp và giàu kỹ thuật. Và đó chính là công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato, đơn vị đứng hàng đầu, số 1 trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình từ đường nhà thờ họ trên khắp 63 tỉnh thành.
Và tiếp nối theo chương trình thì tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Trường, cố vấn của công ty Lê, cũng có đôi lời chia sẻ trong buổi lễ ngày hôm nay và cũng là những cái lời cam kết của công ty cổ phần xây dựng đường Kisato với bên chủ đầu tư ạ. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa bác Sáng, kính thưa toàn thể các quý vị đại diện cho chủ đầu tư, kính thưa toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng từ đường Kisato. Hôm nay rất hân hạnh là một ngày tốt, được sự thống nhất của chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tiến hành làm lễ khởi công và động thổ xây dựng công trình từ đường cho họ Nguyễn. Thì về tư tưởng thì lúc nãy chỗ MC cũng đã nói rồi, tất cả các dòng tộc đều có cái truyền thống là uống nước nhớ nguồn, phát sinh từ những cái tâm lý cũng như là đạo đức của những người con đi xa quê hương, rồi bây giờ lớn trưởng thành về điều kiện kinh tế cũng phát triển hơn, đã nghĩ tới những cái công lao của tiền tổ và đã xây dựng cái từ đường như ngày hôm nay. Mặc dù chưa lên nhưng mà chúng ta cũng đã có những cái mô hình giữa công ty tư vấn thiết kế và gia đình thống nhất. Thì thay mặt cho công ty, tôi xin chúc sức khỏe tất cả các quý khách, thay mặt cho chủ đầu tư và công ty cổ phần kiến trúc Kisato một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Cũng thay mặt cho công ty cổ phần kiến trúc Kisato xin cảm ơn dòng họ Nguyễn đã lựa chọn công ty cổ phần kiến trúc Kisato làm đơn vị thiết kế và thi công xây dựng công trình cho dòng họ. Thay mặt cho công ty, tôi xin hứa là sẽ đảm bảo về tiến độ, kỹ mỹ thuật và chất lượng công trình đạt theo đúng những gì đã thỏa thuận giữa công ty và chủ đầu tư. Hai nữa là chúng tôi cũng cam kết thực hiện mọi cái chỉ tiêu trong quá trình thi công mà theo cái chỉ đạo giữa công ty cổ phần và chủ đầu tư đưa ra trong quá trình thi công, có thể có những cái còn khiếm khuyết hoặc tất cả những cái gì mà nó chưa được hoàn hảo thì cũng mong muốn là chủ đầu tư cùng với công ty khắc phục. Và cũng rất động viên kể cả bên chủ đầu tư cũng như bên công ty, những người tham dự xây dựng công trình này phát huy hết khả năng sáng kiến của mình để đưa vào công trình làm sao đấy cho hoàn hảo nhất và đẹp nhất. Thế thì cũng thay mặt công ty ở đây, tôi giao nhiệm vụ cho chỗ đồng chí kỹ thuật và tổ trưởng tổ xây dựng, các anh em cán bộ công nhân viên ở đây thi công với tinh thần là xuất sắc nhất và giữ gìn mọi cái tinh thần cuộc sống và văn hóa xã hội để làm sao đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn lao động một cách tốt đẹp nhất. Thôi, lần cuối xin chúc tất cả các quý vị quan khách có mặt hôm nay một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, và xin cảm ơn ông Trường rất là nhiều vì những chia sẻ và sự cam kết của ông đại diện cho công ty. Chúc ông thật nhiều sức khỏe và cùng với lại xây dựng từ đường Kisato mang thêm nhiều giá trị trên khắp 63 tỉnh thành. Vâng, và tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Đương, chỉ huy trưởng công trình này, thì ông cũng có lên đôi lời phát biểu trong buổi lễ động thổ khởi công công trình nhà thờ họ Nguyễn ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Cháu xin phép bác Sáng với mẹ dòng họ Nguyễn thì cháu có đôi lời phát biểu với chỗ công ty về gia đình, cam kết với mẹ công ty với gia đình sẽ làm đảm bảo chất lượng và kỹ thuật và an toàn lao động và vệ sinh môi trường tất cả các hệ thống với mẹ gia đình là đảm bảo an toàn kỹ thuật, không
tránh va chạm sai sót với lại mọi người xung quanh, thì với lại tất cả mọi vấn đề gì chúng cháu làm theo đúng hợp đồng và tiến độ của công ty đã bàn giao cho tổ trưởng của bên cháu làm cái công trình của nhà bác Nguyễn Quang Sáng của dòng họ nhà mình, làm sao đảm bảo chất lượng kỹ thuật hoàn hảo hết mình trong cái giai đoạn làm nhà tư đường của nhà mình. Thì cháu xin đôi lời xin cảm ơn với gia đình, với công ty, chúc sức khỏe công ty và dòng họ một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ạ. Vâng, và cảm ơn ông Đương rất nhiều vì những cái chia sẻ và sự cam kết của ông. Chúc cho anh em thi công thật là suôn sẻ. Vâng, và kính thưa quý vị khách quý đến tham dự cho buổi lễ ngày hôm nay, phần quan trọng nhất của buổi lễ chính là lễ động thổ khởi công công trình nhà thờ họ Nguyễn của gia đình ông Nguyễn Trọng Sáng. Và ngay bây giờ tôi xin phép được mời ông Nguyễn Trọng Sáng, ông Nguyễn Văn Doanh, ông Phạm Văn Trường, ông Nguyễn Văn Đương sẽ chúng ta sẽ cùng lên khu vực sân khấu để chúng ta tham gia cái nghi thức đầu tiên, chính là nghi thức thắp hương đấy ạ, thắp hương động thổ đấy ạ. Và nghi thức cúng động thổ đây là một trong những nghi thức rất là quan trọng khi chúng ta khởi công xây dựng bất cứ một công trình nào trong văn hóa Việt Nam, với ý nghĩa là xin phép báo cáo với lại gia tiên, các vị thần linh nơi đây, cầu mong cái sự an lành và quá trình thi công thật là suôn sẻ. Và xin trân trọng kính mời công bà. Và xin mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta cùng hướng mắt về khu vực mà chúng tôi làm nghi lễ để cùng nhau chúng ta chứng kiến những cái giây phút này ạ. Và lễ khởi công xây dựng công trình nhà thờ họ Nguyễn xin phép được bắt đầu. Và đây cũng chính là nghi thức khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng dự án công trình nhà thờ họ Nguyễn, bắt đầu vào quá trình thi công trọn gói ạ. Vâng, mà mọi người hãy cùng nhau bắt tay để thể hiện sự đoàn kết cũng như chúng ta bắt đầu xây dựng công trình với một tinh thần cao nhất ạ. Và ngay sau lễ xúc cát thì xin mời các ông bà quay trở lên khu vực sân khấu. Rồi, vâng, và chúng ta hãy cùng đưa ly lên và chạm ly nhau và chúc cho công trình về đích thành công tốt đẹp ạ. Hết là đỏ. Bộ phận truyền thông cũng giúp chúng tôi lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này ạ. Vâng, và xin cảm ơn các ông bà rất là nhiều. Xin mời các ông bà quay trở lại vị trí danh dự của mình để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi buổi lễ ngày hôm nay ạ. Vâng, và nhà thờ họ Nguyễn được xây dựng không chỉ là nơi thờ cúng tâm linh, thờ gia tiên, mà còn là nơi để giúp con cháu sau này chúng ta nhớ tới nguồn cội. Và đây cũng là nơi lưu lại gia phả của dòng họ, những kỷ vật từ đời trước truyền lại cho đời sau. Điều này mang giá trị tinh thần rất cao, hướng tới con cháu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời cũng là nơi mà hàng năm chúng ta thắp hương cúng dỗ tổ tiên, con cháu được đoàn tụ tưởng nhớ về những bậc ông cha đã khuất, và đồng thời cũng là một tài sản văn hóa tâm linh của gia đình, với thiết kế trang trọng
ấn tượng cùng công nghệ xây dựng thiết kế nhà thờ tiên tiến nhất. Chúng tôi tin rằng công trình này sẽ trở thành một biểu tượng đẹp, một biểu tượng ý nghĩa của địa phương nơi đây. Và đến thời điểm hiện tại thì buổi lễ cũng đã diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Trước sự chứng kiến của tất cả chúng ta, thay mặt cho ban tổ chức chương trình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới quý vị quan khách chủ đầu tư, công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Sự hiện diện có mặt của quý vị quan khách trong buổi lễ ngày hôm nay đã mang lại nhiều ý nghĩa và giúp cho công trình, chương trình của chúng tôi được triển khai một cách tốt đẹp. Và chúc cho mọi người thật là nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng để chúng ta cùng đồng hành thi công công trình đạt chất lượng cao nhất, đảm bảo tiến độ cũng như là sự thẩm mỹ, cùng nhau hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình. Và xin cảm ơn công bà rất là nhiều ạ. Vâng, buổi lễ ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây ạ. Xin cảm ơn công bà rất là nhiều ạ. Từ đường Kisato là đơn vị thiết kế và thi công từ đường nhà thờ họ thuộc top 1 cả nước. Với đội ngũ thiết kế và thợ thi công ngành nghề, dày dặn kinh nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, chúng tôi đã hoàn thành rất là nhiều dự án trên khắp 63 tỉnh thành. Kisato luôn khuyến khích mọi nhân viên, mọi phòng ban ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Với đội ngũ thi công được trang bị máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình thi công được diễn ra một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng. Bên cạnh đó, phương châm làm việc từ tâm và lưu nét đẹp truyền thống dân tộc, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy tốc độ làm thước đo, lấy công nghệ làm bàn đạp. Cùng với sự nỗ lực học tập không ngừng, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng công trình đảm bảo về mặt chất lượng, tinh tế, về mặt thẩm mỹ và tâm huyết trong từng dự án. Rất nhiều công trình đã được chúng tôi hoàn thành như từ đường 3 gian 2 mái, từ đường 3 gian 4 mái, từ đường 2 tầng 3 gian 8 mái, từ đường 5 gian, từ đường chữ đinh, từ đường chữ quốc, từ đường chữ nhị và hàng loạt các công trình khác được triển khai trên toàn quốc. Sự khác biệt của từ đường Kisato so với đơn vị khác đó là phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản với hệ thống thiết kế thi công trọn gói đồng bộ. Cùng với đội ngũ tư vấn, quản lý, chuyên môn, giám sát, sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Hiểu được tấm lòng, hiếu kính hướng về tổ tiên, chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý khách hàng. Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi. Bằng sự tận tâm, nhiệt tâm, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị top 1 được khách hàng tin tưởng trong việc lựa chọn thiết kế, thi công từ đường, nhà thờ họ với tôn chỉ làm đẹp từ tâm.